Ngọc Oanh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Nét VTV. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hàm răng khỏe, nụ cười đẹp từ văn phòng Majestic Dental Studio. Và người mà Ngọc Oanh luôn mời trong chương trình ngày hôm nay đó là nha sĩ Houston Hiếu Nguyễn. Ngọc Oanh xin gửi lời chào đến nha sĩ Houston Hiếu Nguyễn ạ. Xin chào Ngọc Oanh và xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Hàm răng khỏe, nụ cười đẹp. Ngày hôm nay thì Hiếu xin gửi đến tất cả quý vị một cái đề tài mà Hiếu nghĩ rằng là mình cũng chưa có nói qua nhiều lắm. Đó là khi mà mấy em bé nhỏ bị chấn thương mà răng bị rớt ra ngoài hoặc là bị gãy thì quý vị là cha mẹ thì lúc đó quý vị sẽ làm như thế nào? Thì giống như Ngọc Anh cũng có biết, thì đôi khi mình là người lớn mà mình có bị trauma, tức là mình có bị chấn thương mà răng mình có rớt ra đó, thì chính bản thân mình là mình phải làm gì trước? Là bởi vì cái cách quý vị xử lý cái công việc ngay cái tai nạn ngay khi đó, mà nếu mà quý vị xử lý không có đúng đó thì nó lại làm cho mình cái kết quả nó sẽ rắc rối hơn, mà quý vị có thể mất cái răng đó đi. Mà trong khi đó thì Hiếu đưa một cái thí dụ nha. Có một đứa bé khi mà nó bị rớt một cái răng ra, tức là nó bị té và sau đó mặt nó đập xuống đất. Thì khi mà nó bị té, cái răng nó bị rớt ra ngoài. Thì nó nghĩ rằng là khi mà rớt ra như vậy rồi đó, thì cái răng không có giữ được nữa, thành ra nó vứt cái răng đi. Như quý vị thấy, đã mất răng rồi thì chắc chắn là quý vị sẽ không thể nào mà quý vị có thể giữ được cái răng đó. Nhưng mà nếu mà quý vị có thể xử lý được cái lúc đó, có nghĩa rằng là mình thấy được cái răng và mình kiếm được cái răng, thì mình vẫn còn có cách để mình giữ được cái răng đó. Thì ngày hôm nay thì Hiếu sẽ gửi cái đề tài đó đến cho quý vị, để mà quý vị có thể biết được rằng là mình phải làm gì khi mà cái chuyện đó xảy ra cho con em của mình. Hiếu nghĩ cái đó rất là quan trọng. Wow! Tại sao mà cái răng, Ngọc Anh cứ nghĩ rằng là nếu một khi một cái răng mà nó rớt ra ngoài rồi thì không có cách nào mà dù mình lấy lại được, mình cũng đâu có làm được cái gì đâu, tại vì nó đâu còn thuộc về ở trong cái nứu của mình nữa, thưa nha sĩ. Dạ thưa Ngọc Anh, và cũng kính thưa quý vị, đó là một cái cách suy nghĩ mà Hiếu nghĩ rằng là bất cứ cha mẹ nào hoặc là những người lớn nào, hễ mà mình thấy rằng là khi một đứa bé mà nó bị té, gặp tai nạn mà cái răng rớt ra ngoài, thì ai cũng tự động nghĩ rằng là mình sẽ không còn giữ được cái răng đó. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà trong vòng một tiếng mà quý vị có thể giữ được cái răng, coi như rằng cái răng á, mà quý vị vẫn kiếm được và cái răng nó vẫn còn nguyên vẹn, mà quý vị đến được văn phòng nha sĩ, thì nha sĩ, cái người nha sĩ đó có thể giữ được cái răng đó cho bé. Dĩ nhiên chắc chắn là cái răng đó nó có thể rằng là nó sẽ chết đi trong tương lai và mình cần phải lấy chỉ máu, nhưng mà ít ra mình vẫn còn giữ được cái răng đó. Thành ra rất là quan trọng là quý vị đừng có nghĩ rằng là một khi mà cái răng nó rớt ra ngoài là mình sẽ bị mất đi cái răng đó, hoặc là cái răng đó không giữ được nha quý vị nha. Thành ra điều trước hết đó, thì Hiếu sẽ cho quý vị biết nó là như vậy, những cái cách thức để mà mình có thể mình xử lý được cái tình trạng đó khi mà nó xảy ra. Khi mà quý vị có một em nhỏ thì mình cũng phải nhìn vô cái thời điểm là cái tuổi đó của em nó như thế nào. Khi mà quý vị có một em nhỏ mà bị một tai nạn, mà em bị té, mà cái răng nó bị văng ra ngoài, thì trước hết chắc chắn là quý vị phải xem coi em nó bị chảy máu như thế nào, để mà mình có thể mình cầm máu ngay khi đó. Cái thứ hai đó là quý vị phải coi cái răng nó còn ở đó hay là không. Tại vì nếu mà mình cứ lo mình đi kiếm, mình không thấy, mình cứ lo mình đi kiếm cái răng, mà thật sự Ngọc Anh biết không, có những cái trường hợp đó là khi mà đứa bé nó té xuống và cái lực nó đẩy mạnh quá, có thể cái răng nó sẽ đẩy lên tuốt bên trên, mà mình nhìn vô mình không thấy cái răng đâu hết, mình cứ nghĩ là cái răng nó rớt xuống và mình cứ đi kiếm thì mình sẽ không bao giờ mình kiếm thấy hết. Cái đó nó rất là quan trọng nha quý vị nha. Khi mà đứa bé nó bị chảy máu, trước hết là quý vị phải cầm máu và mình phải nhìn, thành ra quý vị phải bình tĩnh. Thường khi mà xảy ra con em mình đó, thì chắc chắn là mình sẽ rất là hồi hộp và sợ hãi. Thì lúc nào cũng vậy hết, mình chỉ lo đi kiếm răng, mình không thấy cái răng và mình cứ lo đi kiếm cái răng. Nhưng mà quý vị nên nhớ trước hết là quý vị phải bình tĩnh trước, để mà cho cái đứa bé nó đừng có quá sợ hãi. Sau đó quý vị phải nhìn lại cầm máu, quý vị cứ việc lau chùi chỗ mà cái răng mà mình thấy là bị chảy máu, để coi cái răng còn ở đó hay là không. Thì quý vị xem, nếu mà cái răng còn ở đó thì chắc chắn là quý vị sẽ dẫn bé nó đến trong văn phòng nha sĩ. Nhưng mà nếu mà cái răng quý vị nhìn vô, quý vị thấy nó là một cái lỗ trống, có nghĩa rằng là cái răng đã rớt ra ngoài rồi, thì chắc chắn là quý vị cầm máu cho bé trước, rồi sau đó quý vị phải đi kiếm cái răng. Thì cái răng đó, dĩ nhiên khi mà nó rớt ra ngoài thì nó sẽ bị dơ nha quý vị nha. Nhưng mà rất là quan trọng là quý vị không có được cầm cái răng mà quý vị chùi, quý vị giống như là làm sạch cái răng đó khô nha quý vị nha. Rất là quan trọng, quý vị phải lượm cái răng đó lên thứ nhất. Và nếu mà quý vị thấy nó bị dơ, bị dính bụi, bị dính cát này nọ đó, mà quý vị cần rửa, quý vị cho nó chạy
Còn như quý vị rửa nó dưới running water đó quý vị, cứ là quý vị dặn một cái nước lên để nước chảy xuống, nhưng mà quý vị phải chỉ có thể rửa được trong vòng 10 giây thôi nha quý vị nha, không có được rửa hơn quá đó. Tại vì khi mà mình để cho cái răng á mà mình rửa nó ở dưới nước bình thường đó, nó có thể nó làm chết đi những cái tế bào chung quanh của cái chân răng nha quý vị nha. Thành ra khi mà mình gắn cái răng trở lại đó thì những cái tế bào nó chết rồi thì nó sẽ không có tiếp tục, nó sẽ dính cứng vô trong cái ổ răng nữa. Thành ra quý vị nên nhớ cái điều đó. Nhưng mà tốt nhất á, quý vị không rửa, không làm gì hết mà quý vị phải bỏ vô trong một cái cốc sữa nha quý vị nha. Sữa là tốt nhất, là bởi vì cái nó balance hơn là cái nước ở bên ngoài. Thành ra quý vị nên nhớ, nếu mà quý vị không có gì hết, quý vị có thể bỏ vô trong một cái cốc sữa. Nhưng mà cũng có những người nói rằng là nếu mà quý vị nghĩ đứa bé, nếu mà nó đủ lớn, tức là khoảng 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi, mà quý vị nghĩ rằng là nó còn có thể nó có thể có được cái sự kiểm soát á, quý vị có thể để cái răng đó ở dưới cái lưỡi nha quý vị nha, và dẫn bé đến văn phòng nha sĩ. Nhưng mà đôi khi đứa bé mà nó còn nhỏ quá mà quý vị để cái răng như vậy, nó có thể nó nuốt. Thành ra có điều đó là quý vị phải coi đứa bé nó có được cái kiểm soát tốt không, tức là 11, 12, 13 tuổi thì nó còn có thể nó control được. Chứ còn nếu mà cứ đứa bé mà nó nhỏ quá thì quý vị không nên làm như vậy. Cũng có sách vở, cũng có người nói rằng là nếu mà trường hợp cần thiết á, cha mẹ cũng có thể nhổ nước miếng vô trong một cái container nhỏ mà mình để cái răng mình vô trong đó, là bởi vì nước miếng của mình là một cái medium tốt nhất, tức là một cái chất lỏng tốt nhất để mà mình có thể mình để cái răng ở trong đó, để mà nó đừng có bị giống như là những cái tế bào chung quanh cái răng nó đừng có bị chết đi. Nhưng mà làm gì thì làm, quý vị cũng cố gắng trong vòng một tiếng đồng hồ, quý vị phải đến tới văn phòng nha sĩ để mà họ có thể họ chăm sóc cái tình trạng đó cho quý vị, là bởi vì mình sẽ không có làm được. Dĩ nhiên có đôi khi có nhiều người nói rằng là nếu quý vị lụp cái răng lên, hoặc là cái răng nó vẫn còn sạch, hoặc là khi mà quý vị rửa ở dưới nước khoảng 10 giây đó quý vị, nếu mà nó sạch rồi mà quý vị có thể gắn được cái răng vô trong cái ổ răng của đứa bé đó thì cái đó là tốt nhất. Nếu mà quý vị có thể làm được điều đó. Nhưng mà khi mà cái chuyện tình trạng nó xảy ra thì rất là khó. Đứa bé nó đã đau rồi, quý vị đụng ở đâu nó cũng đau trên mặt nó hết. Thành ra rất là khó. Thành ra Hiếu nghĩ là tốt nhất, nhà thì lúc nào mình ai cũng vậy hết, hễ mà mấy đứa bé nó còn nhỏ thì đôi khi nó vẫn còn uống sữa, thì quý vị chắc chắn là quý vị sẽ có thể mà mình có thể mình lấy được một ly sữa nho nhỏ, mình sẽ để cái răng nó vô, thì đó là tốt nhất. Nhưng nếu mà quý vị có thể làm được trong vòng một tiếng đó thì đó là một cái điều hay nhất. Quý vị dẫn đứa bé đến văn phòng nha sĩ để mà cái người nha sĩ đó họ có thể họ sẽ ngâm cái răng đó vô trong cái nước saline, tức là giống như nước biển vậy đó quý vị, để mà họ có thể họ rửa cái chân răng, những cái bụi, những cái đồ dơ. Nhưng quý vị cũng phải nhớ như vậy nha, bởi nó có rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái điều mà Hiếu muốn quý vị nhớ đó là quý vị, tại Hiếu cũng không có muốn đi vô cái cách trị liệu nhiều quá, là bởi vì cái đó nó thuộc về cái người nha sĩ rồi. Cái điều mà Hiếu muốn quý vị nhớ đó là khi mà chuyện đó xảy ra, thứ nhất là quý vị phải giữ bình tĩnh trước nha, rồi sau đó quý vị phải cầm máu cho con em của mình, coi nó bị bao nhiêu cái răng. Rồi tí xíu nữa Hiếu sẽ kể cho quý vị nghe có những cái trường hợp mà mình không nghĩ rằng là nó có thể xảy ra, nhưng mà nó có thể, rất là có thể xảy ra. Mà cái chuyện đó thì mình không có biết được, tai nạn mà quý vị. Thành ra khi mà cái chuyện đó xảy ra thì quý vị phải bình tĩnh, rồi sau đó mình coi con em mình nó có bị cái răng nó có bị văng ra ngoài không. Tại vì nếu mà nó văng ra ngoài rồi thì chắc chắn là mình phải lụm lên để mà mình có thể mình đem tới văn phòng nha sĩ. Nhưng mà nếu mà cái răng nó vẫn còn trong đó, quý vị đừng có thấy nó lung lay quá rồi quý vị lại cầm kéo ra, hoặc là có những cái trường hợp mấy đứa bé khi mà nó cầm nó không biết, khi mà nó đau quá đó quý vị, nó tê điếng đi rồi là nó không còn cảm giác gì nữa. Đôi khi nó cầm nó lát rồi nó lại cầm cái răng ra luôn. Trường hợp đó có xảy ra rồi nghe quý vị nha. Thành ra khi mà đứa bé nó nói nó bị đau, nó bị té, trước hết quý vị nhìn vô miệng coi cái răng nó còn ở đó hay là không, nó có bị chảy máu hay là không. Nếu mà cái răng mà quý vị thấy nó lệch qua một bên mà nó bị chảy máu, quý vị đừng đụng tới, quý vị cố gắng dẫn bé nó đến văn phòng nha sĩ liền trong vòng một tiếng để mà cái người nha sĩ họ có thể họ chỉnh lại, tức là họ reposition cái răng, tức là họ chỉnh lại, họ di chuyển. Dĩ nhiên họ sẽ chích tê cho bé trước, chứ làm như vậy thì bé rất là đau. Thành ra họ sẽ chích tê cho bé trước, rồi sau đó mình sẽ reposition cái răng. Nếu mà cái răng nó chưa rớt ra ngoài thì họ sẽ reposition cái răng lại, rồi sau đó họ phải split cái răng nó together, có nghĩa là cái răng đó mình phải có một cái cọng dây để mà nó chạy ngang qua, nó nối liền với lại hai cái răng hai bên, nếu mà mình chỉ bị rớt một cái răng ra thôi, để mà nó giữ cái răng đó ở trong cái vị trí đó, để mà khi mà nó lành nó không có bị lệch nha quý vị nha, rất là quan trọng.
À, cái điều này thì chắc chắn là cái người nha sĩ phải làm, phải giúp cho bé rồi. Nhưng mà cái phần mà cái trách nhiệm của quý vị đó là quý vị phải, thứ nhất là quý vị phải recover cái răng, có nghĩa là quý vị phải kiếm được cái răng nếu mà cái răng nó văng ra ngoài. Thứ hai nữa là quý vị càng sớm càng tốt, quý vị dẫn bé đến văn phòng nha sĩ. Và trong khi mà mình giữ cái răng đó, quý vị nhớ là đừng có chà, hoặc là quý vị đừng có chùi, quý vị đừng có làm gì với cái răng hết. Đừng rửa sạch quá. Dạ đúng rồi, tại vì mình thấy nó dơ cái mình lại muốn giữ sạch. Quý vị đừng làm như vậy, tại khi quý vị làm như vậy là quý vị sẽ damage những cái nerve, những cái tế bào của chung quanh cái chân răng. Tại vì khi mà mình lắp cái răng nó trở vô đó quý vị, mà trong vòng một tiếng á, thì cái cơ hội cái răng nó còn sống được rất là tốt, rất là dạ cao. Vâng. Dạ vâng, Ngọc Oanh nghĩ rằng cái gì cũng có thể làm được nếu như quý vị phát hiện sớm và quý vị là biết cách như là nha sĩ Hiếu đã hướng dẫn cho quý vị. Tại vì Ngọc Oanh thấy là một người thường người ta bị cắt lìa một cái cánh tay, họ cũng có thể nếu mà on time họ vẫn để nối lại được cái cánh tay, không chỉ là cái răng, không thưa quý vị. Và Ngọc Oanh còn có rất là nhiều câu hỏi mà nãy giờ nha sĩ Hiếu nói mà rất là muốn hỏi, nhưng mà quý vị nhớ là đừng rời màn ảnh của Net VTV. Ngọc Oanh cũng như là nha sĩ sẽ trở lại sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại.